mua, người ta mua nhiều lắm ạ. Không biết nữa. Thường thường bó gì ở tiệm nó cũng bán 800-900 bó. Hồi nãy con cũng tới đây rồi. Bây giờ mấy độ này âm? Hồi nãy âm 5 độ, mới sáng dậy mà âm 5 độ. Trang giờ cũng âm á, giờ cũng còn âm. Xì cái gương rồi gì, xì nó đóng băng lại hết. Vậy kìa đó, xe hơi đóng băng. Xe cũng đừng đóng băng luôn hả? Đóng băng thằng đóng. Trời tới trưa mới về. Đúng hả? Xe đây đốt lửa ấm lên thằng. Đấy. Hả? Ra. Đúng rồi, nó đóng băng lại rồi, chắc chưa được đâu. À được được rồi, rồi. Đi nữa. Này, im. Này nó băng rồi. Ừ, trời ơi. Đó, bây giờ nó bể ra rồi nè. Con. Cái số số gì sẽ được đấy. Buổi sáng hôm nay thì gia đình nhà mình sẽ ăn mì tôm chua cay của Thái á cả nhà. Thì khi mình sẽ nấu cái gói thôm dùm này nè, thôm mưu gia mưu nê đô rừ hả? Cái gói này là của Thái nè, mì chua cay của Thái nè, cái loại này rất là ngon. Thì mình sẽ nấu cùng với lại tôm á, với lại mình sẽ bỏ vô cái trứng gà á cả nhà, cái trứng gà non nè, với lại là bắp sú ha, do nó có rau á, mình ăn. Thì hiện tại bây giờ đang bắt nước lên nấu rồi nè, ăn ở ngoài đây luôn cho nó ấm. Mấy cái này vô chút, cái sốt đi chút cho nó. Chút mình bỏ đây xem. Mẹ lên cái gì? Mấy cái này nó lâu chín nè, bỏ chút cho nó chín. Mì tôm thì phải có tôm nha cả nhà.
bỏ cho mấy này nó lâu chín á, mình bỏ trước, còn mì thì mình sẽ bỏ sau. Nó còn đông đá nè, để qua một đêm mà nó không có tan. Rồi chút nữa cho nó sôi mình bỏ mì vô. Sôi bỏ mì vô, mấy kia nó chín. Mì mà nó nhanh, nó nở nóng, lúc nóng là nó nở ra thôi, nhanh. Mì trộn rau vô cho nó dễ ăn. Chín rồi cái nào ơi, này mì nó chín rồi nè. Ôi làm nồi mì thập cẩm luôn. Chín rồi, chín rồi, tắt bếp. Ôi, mì tôm đúng chuẩn mì tôm luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn sáng cùng với lại gia đình nhà mình ngày hôm nay nha. Mì tôm. Bây giờ sẽ múc ra tô ăn ha. Tứ đâu có ăn, tứ đâu ăn cà phê chưa đâu ha. Chút mình lột tôm cho ăn. Nè, tao biết nè. Trời nóng ăn cái này nóng nóng cho nó ngon. Ấm ngon quá, cay thế, nói cay mà ngon đúng không? Cay nhưng mà nó ăn thấy ăn được ha. Mời cả nhà cùng ăn mì với lại gia đình nhà mình nha. Ngon, bụi. Bụi bay ra. Nó hơi chậm. Rồi, hút, hút nó nóng á. Hơi hít chưa được đâu. Kệ nó làm sao đâu. Chứ có cái muỗng được không? Ừ, cái gì chứ ăn giỏi vậy. Ừ. Phải ra đấy không? Mà hút cái nước lẻ. Ừ. Tại vì cái tôm á, cái tôm với lại cái trứng nó ra cái nước nó ngọt. Gút chị. Ồ, hơi ăn không hả? Vậy ăn nhanh vậy? Bây giờ nhiệt độ nó cũng đã lên rồi cả nhà. Nó cũng ấm đỡ ha. Rồi sáng thì nó lạnh quá. Đi qua bên này. Sao vậy? Khó hả? Đi qua đây. Chuẩn bị nó không có ngồi nữa nè. Đi qua đây. ちょっと下げてる。え？椅子下げて。Nhà mình ăn ăn xong cỡ trời trời ấm ấm á, xong rồi dọn dẹp đi về chứ để giống như gió ngày hôm qua về dọn dẹp không có được á cả nhà. Hơi thở thì kỳ mèo rồi.
Mấy ba người ăn không dữ chứ. Chục con tôm vậy trứng. Ba gói mì luôn á. Mì còn mấy cái trứng nè. Tiếng mì nó không kia. Hả? Hết trơn. Lấy mì nè. Mì hết luôn rồi. Cậu quên đi tí ăn giỏi dữ vậy. Còn một con tôm, ba mẹ ơi. Mì chắc cũng hết rồi. Mồm nặng nó chết à. Ngon quá, trầu vô 3 người. Đổi ra đây. 3 người ăn hết luôn. Anh hai thì không có ăn cay được. Anh hai không có ăn trứng. Sạch bát hết luôn. Dễ mang luôn á, căn nhà ơi, hết sạch luôn á. Rồi uống miếng nước cái nó bị khàn tiếp. Bây giờ ăn xong dọn dẹp chút nữa đi về. Ngồi nó ăn thấy thương luôn á cả nhà. Để nó ăn nhiều ăn giỏi lắm á. Ăn 3 lần luôn á chứ. Cay cay vậy mà ngồi ăn 3 lần luôn. No chưa? Tiếng nói chưa? Nó khai bậy. Nó tiếng Việt đấy. Nó tiếng Việt mà nó hiểu chứ. What the? What the? Bây giờ thì mọi người tới cũng đông rồi cả nhà. Đó, có thêm mấy chiếc xe ở phía trước họ tới nữa. Nói chung là cũng có người tới, có người về. Bây giờ thì dẹp mấy cái chỗ nằm ở bên trong đó nha, là xong rồi. Rồi bắt đầu tới dẹp cái lều bự. Bây giờ thì đi nhổ chạy, nhổ mấy cái cọc để đi dọn dẹp đi về cả nhà. Nhà mình cũng đã dọn dẹp xong rồi cả nhà. Thì bây giờ là chuẩn bị là lên xe để đi về. Thì bao nhiêu đồ đây thì sẽ chắc lên xe hết rồi. Thì bây giờ gia đình nhà mình đã dọn dẹp xong rồi cả nhà. Thì kết thúc cái chuyến đi cắm trại đầu năm của gia đình nhà mình. Thì cảm ơn cả nhà đã coi hết clip của gia đình nhà mình nha. Thì hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo của gia đình nhà mình nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Bye bye. Bye.